Em chào cả nhà, hôm nay thì nhà em có về cập bến một cái lô hoàng thảo vôi. Phải nói là hàng rất là mướt, rất là đẹp. Và điều đặc biệt hơn đó chính là vôi lần này là dòng vôi thân nù. Dòng vôi thân nù, thân mập và vôi tím đậm các bác nhá. Đây ạ, cho mọi người đi tiến gần cái dòng hàng vôi ngày hôm nay. Cái lô hàng rất là đẹp. Và thời điểm này thì em sẽ ưu tiên nhập những cái hàng thuần này để gửi, thứ nhất là các bác đi nó đảm bảo hơn. Khi gửi đi em sẽ cân đối là cắt nước cho bác 1 đến 2 hôm để cho cây của nó ráo nước và gửi đi cho bác trong cái thời tiết mùa hè nó an toàn nhất. Vôi thân nù và thôi vôi mập này, các bác nhập giống của nó rất là cao rồi, mà thậm chí là cái hàng này là cái hàng thuần sẵn các bác về rồi. Và năm nay là các bác sẽ được thưởng thức hoa một cách đẹp và trọn vẹn nhất. Đây ạ, em sẽ giới thiệu qua cái bác cái mặt hoa của vôi thân nù và hoa của nó tím đậm. Bình thường cái vôi của bác thì hoa của nó sẽ hơi lờ nhờ đúng không? Riêng dòng này thì thân nó siêu mập. Để nhìn cái thân vôi đó bác biết là cái thân này nó rất là mập rồi. Và thứ hai là cái mặt hoa của nó lại là dòng mặt hoa còn tím đậm. Nên là dòng hàng này là ra cái dòng hàng hot và săn mãi mới có một cái lô vôi hôm nay đẹp. Và hôm nay thì cái mức giá tri ân của nhà em để dành cho khách hàng yêu quý kênh Lan Rừng Hoàng Nhung, đó chính là những cái bảng vôi này sẽ là những cái bảng vôi mà giá rất là hợp lý. Đặc biệt hơn, em sẽ tri ân khách hàng bằng cách là khi các bác mua từ 2 bảng trở lên, bên em sẽ bao phí ship vận chuyển cho bác đối với dòng vôi này khi mua từ 2 bảng nhé. Nên là cái giá thành hôm nay vừa được mua vôi giá rẻ, cây đẹp và thậm chí là sẽ được bao phí ship vận chuyển khi các bác mua từ 2 giò trở lên. Các bác ủng hộ em ạ. Em sẽ giới thiệu qua từng giò nhé. Đảm bảo các bác hôm nay cái lô vôi này các bác không mua thì rất là phí. Nó đẹp cả thân cả lá. Và nhìn này, nếu các bác nhầm lẫn là một số bác sẽ nhầm lẫn là sang phi điệp các bác nhé. Nhiều bác nhầm lẫn, có thể nhầm lẫn sang là cái dòng phi điệp thân nù và thân xanh sạch đấy ạ. Nên là các bác cân nhắc cho em nhé. Hàng hôm nay đẹp phê luôn. Bao phê, bao mê và bao đẹp luôn các bác nhé. Giò chỉ hơn 200.000 thôi. Hàng này Tết phải mua từ 280 đến hơn 300.000 một giò ấy ạ. Các bác tranh thủ mua luôn lô đợt này. Nhà vườn người ta xuất giá cực kỳ là mềm mại. Em lên cho các bác giò V1 này. Em sẽ không đếm được mỗi thân nhất, tại vì số lượng thân mỗi chậu nó sẽ cũng khá là tương đối. Em sẽ quay cho mọi người chi tiết từng hình. 220.000 hình V1 ạ. Mua 2 giò bao ship nhé các bác nhá. Các bác chọn 2 giò vôi bất kỳ được bao ship. Còn nếu mua lẻ là phí ship rơi tầm 30 đến 35 40.000 tùy từng giò. V1 220. V2 230.000. V2 là 230.000. V3 là cũng 230.000. Đẹp chưa? Hôm nay thân nó nù, thân nó to đùng luôn, thân nó đùng. V4 ạ. Tiếp tục một giò V4, cũng là một giò 230. Úi dồi ôi, đẹp cực kỳ luôn. Cái thân của nó xếp san sát nhau ạ. Xếp cực kỳ là đều, san sát nhau. Em không đếm được hết bởi vì có những lô mà thân nó dài quá. Tiếp theo V5, 250.000. Giò này to chưa? Nhiều thân chưa? V6, 220.000 nhá. 220.000. V7 ạ, cũng 220.000. Một giò vôi rất là đẹp và vôi tím đậm như vậy rất là đáng sưu tầm đúng không? V9, 230.000. Đẹp chưa? Ôi ôi, đẹp cực kỳ luôn. Vôi hôm nay các bác, đảm bảo các bác là hàng này còn đi ngọn đến tầm gần Tết. Lúc mà thắt gọn, cây của nó còn dài hơn rất là nhiều lần. V10, 240.000. V11 đấy ạ, thân này lại dài hơn mà đi ngọn này. Khỏe chưa? Dài chưa? Đấy, vôi nào mà thân nó mù nù, nó mập như thế này không ạ? 260.000. V11, 260.000. Đấy, giò này thân dài hơn hẳn những cái giò kia nhá. V12, 240.000. V13, cũng 260.000. Thân siêu to luôn, chưa thấy cái lô vôi tím lịm là thân to như thế này. V14, 210.000 đồng. V14, 210. Đấy, cả dài cả ngắn. V15, 250.000. Và V16 này cũng 250. Nói chung là hàng quá là đỉnh luôn các bác ơi. Là nó dày, thân nó mập, nó đẹp. Và nhắc lại một lần nữa là khi mua 2 bảng sẽ được bao phí ship các bác nhá. Hôm nay lô vôi hôm nay là bán giá tri ân cho mọi người, giá rẻ và đẹp. Các bác về các bác chỉ việc treo lên và vui lòng là thêm một ít cái vỏ thân hoặc thông hoặc phân tan chậm, bởi vì cái phân bón này em thấy là người ta cũng khá là lâu rồi. Đấy, nó cũng khá là nhiều chất và đã dùng hầu như là gần hết rồi.